Quy trình uốn xoăn bung bảnh. Xin chào tất cả anh chị em, nay Quang sẽ giao lưu với mọi người bài uốn xoăn bung bảnh do các bạn học viên bên Quang thực hiện. Với chiếc tóc trung bình thì nồng độ pH của kem uốn sẽ phù hợp là pH 8. Sau đó sẽ thực hiện chải vào phần tóc cần uốn, thì với phần tóc này thì mọi người sẽ chải vào khoảng tầm 18 cm. Sau khi chải kem uốn được khoảng tầm 15 đến 20 phút, mọi người kiểm tra, nếu chưa được thì mọi người sẽ chải thêm một lần nữa. Sau đó chúng ta kiểm tra thì với tóc này chỉ cần đạt hóa khoảng 70 đến 75% là ok rồi. Bước tiếp theo là đi khử kiềm. Sau khi khử kiềm xong thì các bạn ấy thực hiện lên chụp, thì với lên chụp cái tóc này thì các bạn nên lựa chọn chụp 24. Và với phương pháp lên chụp này thì mọi người sẽ uốn ngược hết lên như này cho mình nhé. Vì chúng ta uốn vảnh mà, thì chúng ta sẽ thực hiện uốn chụp ngược như này thì cái sóng vảnh sẽ đẹp hơn. Và sau khi chúng ta lên chụp xong thì mọi người sẽ chạy nhiệt. Và chạy nhiệt tóc này thì mọi người cũng chạy khi nào khô là ok rồi. Và tiếp theo nữa là chúng ta sẽ giật định hình. Thời gian lưu giật định hình chỉ từ 10 đến 15 phút là ok rồi. Bước cuối cùng là cho đi xả tóc và massage bằng một chút collagen rồi xả sạch. Sau đó chúng ta ra ngoài sấy khô. Và đây là kết quả sau khi các bạn đã làm xong. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Xin chúc tất cả mọi người thành công và hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau nhé. Xin chào và tạm biệt mọi người.